công nhận con vua nó hít cái loại cỏ này vô. Nó quậy từ đầu mùa tới cuối mùa, mà trong khi anh em dòng họ nó ngủ hết trơn rồi nè. Con nào con thích đâu. Một cái anh này anh nhảy với cỏ mèo chứ trời. Cái này mình kêu là cỏ bạc hà chứ không phải cỏ mèo nha. Cỏ mèo là cái dạng trồng, cái dạng mà cây á, cây xanh á. Cỏ này là cỏ bạc hà. Nãy giờ tự dẫn anh không, thì không cho nó ra sân. Chạy đu hàng gào nhảy đùng đùng. Ta nói đúng, cỏ mèo có thể giúp cho mèo thư giãn, mà thư giãn vừa phải thôi nha. Nhiều khi thư giãn nhiều quá nó chạy rồi chạy xước rồi báo nữa. Mà con khèo nó đầm tính nha quý vị. Nó bên đây tôi nhốt, tôi vẫn chưa có nhốt. Thế tội. Thế nào có vẻ như khè hiền. Thôi bỏ qua ngày đi. Rồi. Trời, nó không buồn ngủ luôn hả trời. Hồi nãy có nằm chút xíu. Thế tôi vô tôi làm video rồi tỉnh như sáu. Ở dưới này còn một đống nè. Ấy là chỉ mới thử cái loại nhẹ thôi đó nha. Loại nhẹ nha. Còn cái loại mạnh chưa thử nha. Để mai đi. Bước vô cái phòng này sẽ nghe mùi cỏ mèo. Một con quỷ khè với quỷ mèo chạy ra ngoài rồi. Đã thằng nó quậy quá. Chạy sọc sọc rồi làm đồ gớt rồi ha con quỷ cho nó nhát. Mà dọc ra ngoài cho khỏe tấm thân đi. Con nhỏ cũng không dám trong này luôn. Chỉ có những con gan dạ như đại ca. Đại ca chứ gan dạ nó thể hiện khi mà có chủ thôi nha. Thế thôi. Rồi công lý. Con ngầu khùng với con quạo. Con nhận đâu rồi? Vẫn còn mùi cỏ mèo nha. Có lộn cỏ bạc hà. Cái này mình kêu là canh ít. Nhận đâu rồi ta? Nhọn nhát dữ thật. Ôi trời mèo. Nhọn. Con nhọn nó không có dám tận hưởng cỏ mèo. Thằng quỷ này sợ quá. Cái thằng này bình thường nó ngoan hiền. Hít cỏ mèo vô. Nó quậy. Coi như quậy quản đó nha. Còn thằng đại ca là không có được. Cái nết xấu. Kiểu như giống con người uống rượu vô là quạo đó. Nó thấy con này nó cạp con này. Giỡn hồi nó la làng. Còn mạnh bạo lắm. Con này sợ không dám hít cỏ mèo với đại ca luôn. Mà đại ca gặp thằng này lấy rén nha. Phải biết thằng này nó khùng. Bình thường thì anh rất là tỉnh mà có cỏ mèo vô. Anh giống như thằng điên. Từ con mèo mà biến thành một con trâu. Thấy cái gì nó cũng hút được hết chứ. Thấy sung không? Tôi ở trong phòng mà chạy ra đây đi theo chân. Nó nhọn không có dám hít cỏ mèo, nhọn sợ quá. Hồi nhỏ không có sợ, tại tụi nó còn nhỏ con đó. Bây giờ con nào con nấy như con trâu. Tại trong đó lớn quá tàn đạn. Đúng không? Rồi sao đi theo tao hoài với quỷ? Muốn giật lộn tao không? Hả mày? Nằm xuống đây. Nó hít cỏ mèo vô làm như là nó có một cái siêu năng lực. Thấy chỗ nào mà chạy đá chỗ đó rồi đụng chỗ kia. Sao mà xỉn dài vậy con? Hả vui? Vậy là cái loại cỏ mèo đó phù hợp với con vui. Tôi nghĩ có mèo hợp với loại này loại kia nha. Chứ không hẳn là một loại đâu. Để tôi sẽ lưu cái hiệu này lại. Sau này có thử loại nào á, để cái hiệu lên. Mà chắc phải làm video ngắn từng loại dễ phân biệt. Chứ video dài kiếm một lần lâu quá. Ủa thằng này đang ngủ mà. Ủa. Trời ơi. Ôi đang ngủ mà cũng nhiều chuyện luôn kìa. Nó mất dạy, mất dạy. Ui. Cái thằng này. Bình thường đã lầy rồi. Thích cỏ mèo vô nó lầy gấp 10 lần. Ê, thấy một cái loại nhẹ nha vui. Ngày mai ngày mốt mày thử loại mạnh. Con ngồi kìa. Tôi còn cái video về mấy cái đồ Hàn Quốc tôi chưa làm nữa. Đó cái cỏ mèo mạnh chắc ngày mốt hôm kia mới làm. Coi coi. Mất dạy với gì nhọn nha. Bây giờ mày khều cái mỏ gì nhọn mày hoài thấy vui ha. Nè nè. Đừng có chọc chức nỗi đau của người khác nha. Không ai muốn cái mỏ gì vậy đâu. Hả vui. Rồi chị Miêu cũng sung dữ ta. Thằng vui này có xỉn thì xỉn mà không có mạnh bạo. Đại ca dở mất dạy quá. Nó giật con Miêu mà Miêu la làng luôn. Nhỏ muốn vô hết cỏ mèo thôi bỏ cụ. Không thèm luôn là biết rồi. À đỏ vừa được thôi. Tưởng gì nhọn mà dễ ăn hiếp hả vui. Dạy thiệt chứ. Nhường gì nhọn lắm nha quý vị. Con quạ cũng sợ anh vui. Con Miêu nó sợ đại ca. Nói chung tất cả ba anh em đều sợ con vui. Con đại ca nó quạo.
Bây giờ đang thích mà đứa nào tới gần nó chọc, nó bực mình. Rồi về quê nó nghỉ hết luôn. Còn con vui là không có nha. Con nào tới gần chọc anh là anh chắc hết. Anh ngủ mà giật lộn hết. Mèo làm gì đó? Con nhọn đang ngủ với nó là nó kênh kênh với nhọn nha. Nè nè, không cần hiếp gì nhọn nghe chưa. Nghe mèo. Chị mèo cũng vui vẻ khi thích con mèo nha quý vị. Không cần thích nhiều đâu. Có cái mùi bay lại thôi là con mèo thư giãn liền. Nữa nữa nữa. Nữa. Nó không có dùng móng mà cái lực tay cũng đánh mạnh lắm. Nghe bóp bóp vậy đó. Đó 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 đó. Mày. Bắt chước cái thúi nha. Hình lôi con nhỏ. Không. Con vui chưa có đỉnh như cái thúi được. Khi nó chờm lên nó ôm nó kéo con nhọn gớt xuống bàn. Còn cái vụ này phải nhắc nhở mọi người nha. Người nào có ý định mà cho mấy con mèo nuôi chung nhà đó, hít cỏ mèo, cẩn thận tụi nó cắn lộn nha. Đúng là hít cỏ mèo nó thư giãn, nó vui vẻ, có năng lượng. Mà nhiều con không giữ á, kiểu như cỏ mèo giống như là một cái món ăn ngon của nó. Mà con khác thấy gần hửi hửi nhiều khi nó cắn người ta thiệt đó. Con đại ca đó tôi thấy nó quạo đó. Vì không phải cỏ mèo, mấy con mèo nó vui vẻ đâu nha. Hít chung, đông quá nó sẽ cắn lộn. Vì đại ca nãy thấy nó hơi khùng rồi đó. Ăn đòn. Khùng là ăn đòn liền. Nó cũng quạo giống như con mẹ nó vậy đó. Mà cái nết hơi dữ nha. Nhưng con ngầu biết chuyện. Nó biết cái tánh nó quạo cho nên nó không có vô đám đông hết cỏ mèo. Còn cái thằng này coi như thanh niên chưa trải sự đời. Vô đám đông hết mà còn muốn quýnh người ta. Cái đó không phải hết cỏ mèo mà. Đúng là mấy con mèo nó vui vẻ. Chỉ vui khi nào nó hết một mình nha. Chứ gặp con khác mà lại sắp sát mà coi chừng quýnh lộn. Nó cái này là kinh nghiệm. Thông báo cho người nào mua cỏ mèo về cứ nghĩ là trong mấy mèo đoàn kết. Cẩn thận nha. Chỉ có tác dụng là mua về cho mèo hết riêng, còn nguyên một đám chung với nhau. Trừ khi là đó, con đại ca với Miu là anh em ruột đó. Nó vẫn kiếm chuyện với Miu thôi. Thôi để an toàn hết riêng đi. Mỗi đứa một nơi, không ai đụng ai. Mình thằng này mất dạy lắm. Có mèo để trước mặt nó không hít. Nó lo nó giỡn của người ta không. Hai bà giỡn đủ chưa? Chuyện hai thằng này chạy ra. Giờ đâu có ngủ. Đâu có ngủ. Xạo xạo. Nịnh hót mà tánh quạo quọ. Thế mày thế cũng thức luôn. Không nói chuyện thì thôi, nói chuyện là thích à. Chị dòi hết cỏ mèo vô có vẻ kêu sao ta. Bình thường cái nết chị này khùng khùng điên điên. Mà khi hết vô có vẻ như cũng dịu dàng tí xíu mà. Nghe chị này khó có thể dụ được chị lắm. Chị ngầu mấy em nè bà con ơi. Hết vô kiếm chỗ ngồi yên gấp. Biết chuyện không như hồi xưa ha. Hồi xưa cũng giống đại ca đó. Xen như đám đông dành. Này ngầu ngoan rồi đó. Mày ngoan cũng là do con nhọn nó giữ lên. Bây giờ mày không dám bá đạo nào. Con ngầu có làm gì mày đâu. Nè con ngầu. Con ngầu không có làm gì mày nha. Thấy khế là cúi đầu. Cúi đầu cũng như cúi đầu chào hoàng thượng. Còn thấy ngầu là kênh. Đó đó. Tôi mới bước ra ngoài. Con quỷ Miêu nó chạy vòng vòng cái lông nó xù lên. Thôi, hít cỏ mèo. Mèo rất là thích có năng lượng cho mèo. Nhưng mà phải cẩn thận nha quý vị. Ai mà nuôi hai con mèo trong nhà mà cho hít rồi chắc cho hít riêng đi. Tôi thấy tác dụng cỏ mèo cũng dữ lắm đó nha. Mèo thích dữ lắm. Mà cái thích đó sanh ra sung quá đánh lộn. Cái này là khẳng định luôn nha. Nhiều khi tôi làm mấy cái video ngắn á. Cẩn thận khi hít cỏ mèo gia đình xào xáo. Cái đó là thiệt chứ không phải là giỡn đâu. Gì? Ai chứ hít cỏ mèo nhớ cẩn thận. Người nào có trường hợp giống tôi comment lên nha. Như con nhỏ nó hiền tới cỡ nào mà con vui lại gần ấy của nó à. Nó kênh liền thấy không? Bụp người ta liền đó. Bây giờ cổ quý mà. Lâu lâu được hết lần mà con khác dành ai mà không quạo. Thằng này hồi nãy á. Nó loại nó chụp con Miêu á. Nó quào con Miêu chóc lông luôn đó bà con. Ý là con Miêu không có chảy máu đó nha. Chảy máu mày tới công chuyện với tao. Quạo quá trời quạo.